Ok anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình, lại là mình Vững Máy Tính đây. Ngày hôm qua anh em nào mà có gọi điện nhắn tin mua bán máy tính thì mình ấy mà mình không bắt máy đấy thì mong anh em thông cảm nhá. Bởi vì là mình mới đi tiêm Covid về mà mình bị sốt tầm 2 hôm anh em ạ. Thì quay trở lại nội dung chính trong video ngày hôm nay, mình sẽ review đến cho anh em một cái cây máy tính mà mình mua nay. Còn rất là nhiều đơn này anh em, mình vẫn chưa có thời gian quay. Nhiều anh em trên YouTube hỏi là cái nguồn mua online của mình ở đâu. Thì nói thật với anh em là đến 90% là mình mua trên kênh YouTube của mình nhá. Thì mua lại của các anh em xem video của mình thôi. Những anh em mà có nhu cầu muốn bán ấy thì anh em chủ động nhắn tin hay gọi điện cho mình, xong đọc cấu hình rồi mình báo giá anh em gửi về đây. Mình làm video quay, mình test mua này thì mình banh tiền cho anh em thôi. Thì cũng rất là cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ mình. Đây này anh em, ở trong nhà mình còn rất là nhiều đơn nữa, nhưng mà hôm nay mình phải quay hết cái đống này để banh tiền cho anh em. Ok, bây giờ mình sẽ mở thùng ra và review tất cả các linh kiện trong cái cây PC này cho anh em xem nhé. Bạn này bọc cái thùng này rất là chắc chắn anh em. Nếu anh em nào mà bán máy tính cho mình ấy mà cái cây của nó có giá trị cao một chút ấy, mà cái vỏ nó vỏ lét ấy, thì anh em bọc cái thùng này vào thì sẽ rất là an toàn. Đây nha anh em. Ui, một cây rất nặng anh em. Anh em mà gửi hàng ấy thì mình nghĩ là anh em nên gửi bên JBT. Bên JBT người ta gửi rất là nhanh và phí rất là rẻ anh em ạ. Chứ còn gửi bên Viettel thì Viettel nó lắm phút đó anh em ạ. Nó vừa mất hàng này, nó vừa móc trộm hàng này, nó phí nó vừa cao này, nó vừa lâu và luôn rất là nhiều cái vấn đề khác nữa. À quên mất không giới thiệu với anh em, đầu óc nó cứ lơ ngơ. Cây máy tính này là mình mua lại của bạn Bảo Trung nha anh em, mua của bạn Bảo Trung ở Nghệ An này. Cây máy tính 15kg này, đấy, ok chưa? Tiền thu hộ là 386.000 tiền ship này, rất căng luôn. Cái cây này là bạn ấy gửi từ Nghệ An về cho mình mà phí của bên Viettel người ta lấy 380.000 anh ạ. Bạn này thì bạn ấy rất là chắc cốp này, bạn ấy bọc riêng một cái con cạc màn hình ra này. Đây nguồn các thứ này, cây rất là lặng này. Đấy. Là đầu tiên mình nhìn vỏ cây này, tí mình sẽ quay gần cho anh em xem. Đây còn mấy cái đơn hàng nữa thì mình sẽ tranh thủ hôm nay mình sẽ quay hết cả mấy cái đơn này nữa. Mình tiêm cái Astra đấy, cái đấy là vaccine của anh em ạ. Cái đấy lặng hơn mấy cái của Trung Quốc ấy, tiêm vào mỏi như cả người ấy, bây giờ sờ cái gì cũng lặng. Bấy cây này thực sự là bây giờ không bê được. Mà cái cây này nó cũng lặng thật nha anh em nhá, chứ không phải là nhẹ nhàng đâu. Cái cây này mình thấy nó lặng hơn những cái cây khác ấy. Cái này lặng là đúng rồi. Đây là một cái con men Hulanji nha anh em nhá, một cái con men Hulanji của Trung Quốc. Cái dòng này thì những anh em nào mà chơi những cái tựa game giải lập ấy, cày võ lâm ấy, thì anh em build cái dòng này rất là ok luôn. Cái này là chuyên giải lập nhá, cây này chuyên giải lập nhá. Đầu tiên là mình sẽ review cho anh em cái con cạc màn hình này trước ấy. Đây. Về phần cạc màn hình thì máy đang sử dụng một con GTX 1603G dual fan này anh em ạ. Con này thì nó không ghi hãng nhá, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì nó là của 3 lít anh em ạ. Đây là một con 1060 của 3 lít này. Mà mình cũng không hiểu tại sao cái con này logo lại bị logo trước quạt này lại bị xé mất này. Con này thì theo mình thấy là nó không nguyên zin nhá anh em nhá. Anh em để ý mấy cái quần ốc ở đây này. Đấy, mấy cái đầu ốc này nó đã bị chọc rồi này, tét nỗ rồi này. Đấy. Còn cái tem này này
thì theo như mình thấy là nó không phải là tem siêu hay là tem hãng đâu, mà nó là cái tem của bên sửa chữa hoặc là bên bảo hành anh em ạ. Đây này, cái ốc quạt này cũng bị tháo rồi này, cũng tuyết đầu này, chắc là cũng bị tháo vài lần rồi anh em ạ. Nhìn qua cái mạch miếc này thì mình thấy là tương đối là ok nhá, đều, chưa thấy có dấu hiệu gì của sửa chữa đâu. Còn cái mặt cổng này thì mình thấy dính dính anh em ạ, không biết là có bị đổ nước ngọt hay là cái nước gì vào không, mà đây tương đối là dính nha anh em nhé. Về ngoại hình thì mình thấy là với một cái con 1060 này thì mình thấy là tương đối ok nha anh em nhé. Bởi vì với một cái mã 1060 này thì đến cái thời điểm hiện tại đấy thì tuổi đời của nó đã rơi tầm trên 5 năm rồi. Trên 5 năm một con cạc 1060 rồi thì mình thấy là ngoại hình tương đối ok, nhưng mà mình chỉ thấy lấn cấn cái vấn đề này, cái ốc này. Này, cái ốc này thì cũng hơi dần dọn anh em ạ, bởi vì là chọc bét nhè rồi này. Có dấu hiệu là mở rất là nhiều lần rồi nha anh em. Thôi mình sẽ để sang một bên và tí cắm vào test game thử xem như nào. Cái mã vỏ này tên là Sacco gì đấy anh em ạ, mình chưa gặp bao giờ. Trông những tương đối hầm hố đấy, mà trông những kiểu đắt tiền đấy, chứ không phải là rẻ tiền đâu. Kính nha anh em nhé, cái này là kính hay mica nhỉ, cái này nó là kính anh em ạ. Nhưng mà kính này nó mỏng hơn những cái con mà mình hay phân phối, nó không dày đâu. Cái này không biết là kính cường lực hay là chắc là kính cường lực anh em, nhưng mà rất là mỏng nhé. Vỏ rất là to, rộng rãi và thoáng mát luôn. Nói chung là anh em chạy những cái con main Hulanji đấy mà đua chip ấy, thì anh em lên lắp những cái vỏ như này cho nó thoáng. Bởi vì là những cái dòng máy chạy nhiều ác giả lập về nó rất là lóng anh em. Đầu tiên là RAM thì máy đang sử dụng có một thanh thôi anh em ạ. Một thanh RAM ECC 16GB này. Thì những cái dòng máy giả lập như này thì anh em phải sử dụng những cái dòng RAM ECC nhá, RAM kiểu RAM máy chủ đấy anh em ạ. Đây. Đầu tiên bạn ấy gửi cấu hình cho mình ấy thì có một cái cạc hình chắn ở đây này. Mình nhìn loáng thoáng mình cứ nghĩ cái con này là X99 cơ. Nhưng mà hôm nay nhận máy mình nhìn trực tiếp ấy thì nó là con X79. Những cái con X79 này thì về hiệu năng cũng như là giá thành của nó sẽ không bằng được những cái con X99 đâu. Nếu như anh em muốn tự build cho mình những cái con máy để chạy giả lập ấy thì anh em có thể sử dụng cái dòng Hulanji này, nó rất bền và lành và giá của nó cũng phải chăng. Cái dòng Hulanji này thì nó cũng chỉ có vài mã thông dụng thôi anh em ạ. Cái dòng X79 này và cái dòng X99 thì nó cao cấp hơn, nó đắt tiền hơn, với lại nó có nhiều option nó hỗ trợ cao hơn. Còn cái dòng X79 hay là X99 ấy thì nó sẽ có hai cái mã chủ đạo. Đấy là nói lôm la là một cái mã 4 khe RAM và một cái mã 8 khe RAM. Đấy. Thì cái mã này là cái mã thấp nha anh em nhá. X79 nhưng mà là X79 thấp, nó hỗ trợ 4 khe RAM thôi. Đây. Hai khe này và đây hai khe nữa là 4 khe. Cái mã này là X79 Dua 4D nhá. X79 là cái mã này. Dua có nghĩa là hai chip ấy, còn có cả X79 nhưng mà không Dua nữa, là sử dụng một chip anh em ạ. Đấy là cái sự phân biệt giữa các cái dòng của Hulanji. Cái dòng X79 Dua 4D này thì nó sẽ có 4 khe RAM và anh em có thể cắm mắc là một khe là 32GB nhá, một thanh 32GB thì anh em cứ nhân 4 lên thì nó sẽ nhận khoảng tầm 32 x 4 là 128GB, còn này có thể nhận 128GB. Còn đâu cái mã X79 mà Dua 8D là 8 khe RAM thì anh em có thể nhận được tầm 256GB RAM anh em ạ. Đấy. Cái con này đầu tiên là bạn ấy gửi hình cho mình ấy thì mình láng máng con này là X99. Bởi vì là cái dòng Hulanji này ấy, nó không ghi mã nên là nó rất là khó phân biệt. Với lại kể cả trên Win anh em phải cài phần mềm vào, anh em phải cài CPU-Z vào thì nó mới hiện rõ được cái mã, nên là rất là dễ nhầm lẫn nhá. Anh em build máy hay là mua máy đâu thì anh em cần kiểm tra kỹ nhá. Anh em mua máy đâu thì anh em phải hỏi kỹ người ta. Mà thực ra thì kể cả những cái người dùng ấy, mình nghĩ là cũng nhiều người không biết được anh em ạ. Không biết mã nào vào mã nào đâu, bởi vì nó cũng có ghi đâu. Còn chip thì tí mình sẽ vào máy mình show cho anh em xem nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái phần hông đằng sau ra và show cho anh em các cái linh kiện còn lại.
Nguồn thì máy đang sử dụng một con X3550 này. Ổ cứng này anh em này. Bạn này bạn ấy gửi hàng xa nhưng mà ổ cứng bạn để như này là không an toàn nhé anh em. Này. Con SSD này thì mình nghĩ là không vấn đề gì này, nhưng mà con HDD này nó là một cái đĩa cứng ở bên trong. Đấy mà nó chạy kiểu chạy cơ chứ không kiểu chạy chip như này. Chạy chip thì anh em vận chuyển thoải mái, nhưng mà chạy cơ cái này mà nó va đập nó rất là dễ hỏng nhá anh em nhá. Một con Western 500GB này. Và một con SSD. Và một con SSD Abaser này. 240GB nha anh em. Ok, mình đã lắp lại tất cả các linh kiện vào thành mới con PC hoàn chỉnh đây. Bây giờ mình sẽ khởi động máy cho anh em xem nhé. Giữ cái nút nguồn này có vấn đề gì riết thì còn tắt luôn anh em. Máy đã lên rồi anh em. Mình bật máy lên thấy cái xẹp này đấy, không biết là vấn đề gì không. Này là khả năng là ổn rồi anh em. Đã lên hình rồi nha anh em. Cái dòng Hulanji này thì nó khởi động hơi lâu anh ạ. Chưa nhận ổ cứng này. Cái con máy này không biết là bạn nên tự giáp hay là bạn nên mua lại của ai. Mà mình thấy thì ốc ác thiếu rất nhiều nha anh em nhé. Mình thấy trên con main bạn ấy lắp có 3 ốc thôi. Bản thân con main này nếu chuẩn ra nhá, nó phải lắp 9 ốc anh ạ. 9 ốc mới là chuẩn thì nó mới chắc chắn. Chứ lắp như này cảm giác rất là ộp ẹp anh em ạ. Và nó không an toàn cho máy đâu. Con máy này không biết có bị chập cái gì không, mà mình mỗi lần mình khởi động máy thì nó cứ kiểu xoẹt một cái nghe rất là kinh. Cái con máy này hệ thống fan rất là buồn cười anh em ạ. Có 1, 2, 3, 4 cái fan này. 4 cái fan này thì đấu trực tiếp vào nguồn. Nó chạy độc lập không qua hấp nha anh em nhé. Chỉ có mỗi cái fan toa này. Và cái ốp Coolmon này. Cái ốp Coolmon này là qua ấy thôi. Là qua hấp thôi. Đây cho anh em xem. Đấy. Nhưng mà cái hấp này khả năng là nó chết nét rồi anh em ạ. Chết nét rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thử một cái hấp khác của mình thử xem như nào nhé. Đây mình sẽ lấy cái hấp của mình lắp thử vào xem. Anh em để ý này. Cái hấp của mình cắm vào là có đèn luôn này. Lên chơi anh em. Đấy, sáng rực luôn. Thì cái hấp của bạn ấy hỏng nét nha anh em nhé. Hỏng nét như đèn vẫn chạy. Đây. Này hỏng rồi. Sáng chưa anh em? Rực rỡ chưa? Đấy, Coolmon auto các kiểu rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ show cho anh em cái cấu hình trước khi đi vào một số những cái bài test cơ bản nhé. Chip Xeon E5-2689 socket 2011 8 nhân và 16 luồng một con này. Đấy, con này là một con ăn 115W điện nha anh em nhé. Hai con thì tổng sẽ là 230W điện. Xung 2.6 main Hulanji X79 RAM DDR3 16GB một thanh. Shock Manager này. Bớt RAM có 1333 thôi anh em nhé. Con RAM này bớt có 1333 nó không được 1600 đâu. Hiện tại nó đang nhận 1333 này. Với con RAM này thì anh em có thể chơi khoảng tầm 8 arc thôi anh em ạ. 8 arc. Bởi vì là anh em cứ tính 1 arc nó sẽ tiêu tốn của anh em 2GB RAM. Đấy thì 16 chia cho 2 thì được khoảng tầm 8 arc thôi. Các màn hình là GTX 1060 bản 3GB DDR5. Và con này thì không ghi thông số nó ăn bao nhiêu watt điện đây đâu. Mình cũng đã test rất là nhiều những cái con 1060 rồi. Và mình kiểm tra trên phần mềm thì nó đều ghi cái thông số công suất tiêu thụ ở max ở đây. Nhưng mà riêng cái con này thì không. Thì mình cũng hơi lo lắng là cái con Vega này nó cũng có can thiệp vào phần cứng rồi anh em ạ.
thì nó mới không hiển thị được cái thông số ăn nguồn ở trên màn hình. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đi vào một số những cái bài test cơ bản cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ test thử cái điểm số của hai con chip này nhá, bằng cái phần mềm Silver G15 này anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nó chạy nhá. Với cái đôi chip này thì bây giờ anh em có thể ngoài chạy giải lập thì anh em có thể render video cũng rất ok. Anh em có thể tận dụng cái sức mạnh của cặp chip này. Một con E52689 thì nó có 8 x 16 luồng, thì hai con nó sẽ là 16 x 32 luồng nha anh em nhé. Xung 2.6 này, điểm số của nó là 2207 điểm này. Nó mạnh gấp đôi con X5650 này. Nó mạnh hơn một cái con Y74770K khoảng tầm 8 này, 8324 khoảng tầm 3 lần nhé anh em nhé. Và đâu nếu mà một con ấy thì nó chỉ mạnh hơn khoảng tầm 1,5 lần thôi anh em ạ. Đấy là mình cứ tính theo cái thông số này. Còn đâu mạnh hơn thì cũng phải tùy cái mục đích sử dụng nữa, làm render video, chơi game nào đồ họa, hay là nó còn nhiều cái yếu tố để so sánh nha anh em nhé. Còn đây nó là cái so sánh cái thông số trên cái bảng điểm thôi anh em ạ. Nó cũng không phải là hoàn toàn chính xác đâu. Sau này anh ấy mong em sống tốt, anh muốn thấy em tồn tại. Con này vào GTA 5 bị lỗi nha anh em nhé. Đây cho anh em xem cái lỗi nó báo đây. Đấy, game lỗi này, làm ơn hãy reset lại game này. Đấy, con này mình khởi động GTA 5 mấy lần rồi, reset lại máy các thứ rồi vẫn không vào được anh em ạ. Mà hai cái con ổ test máy của mình vẫn đang test game ở máy khác, vẫn test GTA 5 bình thường. Giờ mình sẽ đến với tựa game thứ hai. Đến với FPBC thì máy vào ok anh em ạ. Và chơi cũng tương đối là mượt mà, ngon lành và ổn định. FPS thì được tầm 76. Mình sẽ show anh em cái setting này. Setting độ phân giải Full HD 1080 này, render 102 này. Và cái mức setting hiện tại là Ultra nha anh em nhé. Ultra này. Đấy, 1060 bản 3GB chơi Ultra được tầm 77 FPS. Anh em thấy có giận không? Mình không nghĩ là cái con VGA này nó chơi được ở mức Ultra mà cái chỉ số FPS lại cao này đâu anh em ạ. Chứng tỏ con 1060 3GB này so với con 1050 Ti là cũng nó mạnh hơn tương đối đấy anh em ạ. Chỉ số FPS nó khá là cao luôn. Mình sẽ cho nó xuống medium đi. Medium đi. Đấy, medium được tầm gần 100 anh ạ. Dạ nè. Anh ra đây nhiều đồ họa thì còn cũng lúc lên lúc xuống anh em ạ. Tùy theo môi trường, tùy theo đồ họa. Ra đây thì tầm 90 này. Cebu thì sử dụng có 10% hiệu suất thôi. Nói chung là với một cái quân Cebu mạnh như này, một cái quân Cebu mà chuyên chạy giả lập như này thì mấy cái tựa game này nó cũng quá là thừa thãi anh em ạ, quá dư sức luôn. Cạc hình thì sử dụng 98% rồi. Và nhiệt độ thì cũng khá là cao nhé, 71, 72 độ C này. Đặc biệt là cái chỉ số FPS rất là cao luôn anh em ạ. Mình không nghĩ là con 1060 mà nó lại cao được đến cái mức này đâu anh em. Với một con 1050 4GB đấy, mình chơi cái mức setting này thì nó được khoảng tầm 8, gần 80 thôi. Còn con 1050 2GB đấy thì nó được tầm 65 thôi. Con này thì nó tầm 100 anh em. Đến về Genshin Impact thì mình thấy là cái chỉ số FPS nó khá cao. Và anh em để ý cái dòng Cebu này, đấy cái xung 3.3 3.6 này. Nó thường có những cái số đè lên nhau ấy. Bởi vì con máy này đang sử dụng đua Cebu nên là phần mềm nó nhiều khi nó nhảy hơi loạn tí. Xung của con chip này khi chơi game nó có thể lên 3.6 nha anh em nhé. Đây anh em nhìn trên phần mềm thì biết. Mình sẽ show anh em cái setting. Hình ảnh này. À, con này đang để độ phân giải 720. Mình sẽ cho lên 1080 cho LED này.
Đấy, độ rõ nét cho hẳn 1.5 đi với quần khạc hình này đi. Ok chưa? Cho lên 1.5 thì được tầm, vẫn được tầm năm mấy anh em ạ. Đấy, 10603G là một con cạc màn hình tương đối là mạnh mẽ đấy anh em. Cả hình sử dụng đấy, để 1.5 cả hình sử dụng có 80 mấy% hiệu suất thôi. CPU sử dụng có 9% thôi. Và nhiệt thì tầm 61 độ anh em ạ. Cái tựa game này nó ăn vào cạc màn hình nó khá nhiều, nhưng mà so với lại PUBG PC thì không ăn nhiều bằng. Bởi vì mình chơi PUBG ở cái setting Ultra đấy thì nó ăn 100% cơ, và nhiệt nó lên 70 mấy rồi. Đây cũng không phải là một cái tựa game ăn quá nhiều cạc màn hình đâu. Chẳng qua là so với CPU thì nó ăn nhiều hơn rất nhiều thôi. Chứ còn so với game khác thì cũng chưa. Đây mới là một cái tựa game nó ăn cạc màn hình nha anh em này. Zit Dead 2, một cái tựa game ăn cạc màn hình như ăn gỏi anh em ạ. Mình cũng chưa chơi cái game nào mà nó ăn nhiều VGA như là cái tựa game này. Thì đến với Zit Dead 2 thì anh em có thể thấy là cái chỉ số FPS nó không được cao đâu, được tầm 20 mấy thôi. Cái game này nó ăn cạc màn hình khá nhiều nha anh em. Và đây cũng không phải là một cái tựa game FPS nên là với cái chỉ số FPS tầm cái tầm 340 là anh em cũng chơi rất là thoải mái rồi. Cạc hình sử dụng 99% max luôn. Nhiệt lên tầm 72 độ C. Và CPU thì không cần để ý nha anh em nhé. Đây mình sẽ show anh em cái setting nha. Setting này. Graphic này. À cái này là nó bật giới hạn FPS anh em ạ. Mình tắt đi nhá. Độ phân giải Full HD 1080 này. Đấy. Và cái setting là medium này, có cái thì ultra, có cái thì high này, mình cứ vẫn để nguyên như này nhá. Đây. Còn tùy theo anh em muốn chơi như nào thì anh em set như thế. Tắt giới hạn FPS đi thì cũng chỉ được tầm 20 mấy thôi anh em ạ. Mình sẽ vào lại thử xem. Đây đã tắt giới hạn FPS đi rồi này. Vẫn chỉ được 20 mấy thôi, không nhiều đâu. Một tựa game rất là căng luôn. Với một cái tựa game ăn cạc màn hình như này mà mình vẫn chơi rất là ngon lành, mượt mà ổn định thì mình nghĩ là con cạc màn hình này nó vẫn ổn anh em ạ, vẫn tương đối là ok. Đấy, nó sử dụng vẫn tương đối ok nhưng mà cũng chưa khẳng định được là nó có còn nguyên bản hay không. Kể cả anh em sửa chữa nhưng mà đây con cạc màn hình có sửa chữa rồi nhưng mà vẫn chạy rất là lâu và chạy rất là ngon. Mà đầy những cái con cạc màn hình mà nguyên bản ngon lành ổn định nhưng mà đắp máy một thời gian là lỗi, đấy chuyện bình thường của các linh kiện điện tử nha anh em nhé. Thì tổng kết lại con máy này thì mình test thấy ok. Mỗi con cạc màn hình thì trong cái tựa game GT5 nó không vào thôi, còn các tựa game khác thì mình thấy là nó vào bình thường. Và con máy này mình mua của bạn Bảo Trung ở Nghệ An, mình mua lại của bạn ấy với giá là 11.700.000. Nhưng mà lúc đấy mình cứ nghĩ là con này là X99 thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì anh em nhớ donate cho mình một like video cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh YouTube này của mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.